Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong các bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan về vụ việc là tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Và đặc biệt thì chỉ còn khoảng chừng 5 ngày nữa thôi thì cái phiên tòa thứ hai sẽ được diễn ra. Thì nghe nói là phiên tòa thứ hai này sẽ có một số những cái nhân vật đặc biệt, đó là giống như là ông Sạc Thành cũng đã từ ở bên Pháp về, và cô trợ lý Kim Nga cộng theo đó là mẹ con của cô Sáu cũng sẽ góp mặt để mà đối chất và tranh giành tài sản, cũng giống như là làm những điều mà có thể tại cái phiên tòa diễn ra vào ngày 22 tháng 7. À, tức là thứ sáu tuần này nha cô chú anh chị ha. Đó thì trước khi mà xảy ra vụ việc giống như trước ngày đó thì lại lập tức có một số những cái thông tin mới nhất được lan tỏa ra trên mạng xã hội. Đặc biệt thì trong một cái bài viết trước cũng giống như là trong cái video trước, Tiến cũng đã chia sẻ đến cho cô chú anh chị cái cô nhà báo Nhị Bình á, thì cô cũng đã thừa nhận rằng là cô Sáu nhờ cậu viết bài cũng giống như những cái thông tin cậu đưa lên thì được cô Sáu cung cấp. Thì vậy thấy đó, từ những cái giấy tờ cũng giống như là những cái tin nhắn nè, những cái tờ giấy mà 2018 thu thập dân cư đó cô chú anh chị, để xác minh rằng Hồng Loan là con nuôi, cũng giống như là những cái dòng tin nhắn giữa Hồng Loan và cái cô trợ lý mà cô tung lên từ 2014 để quan điểm chứng tỏ rằng Hồng Loan là con nuôi. Thì em hỏi rằng cô chú chị nè, họ đã có cái thời gian để họ thu thập những cái bằng chứng đó để đưa lên cho mọi người coi, thì tại sao ngừng ấy năm trời, là 9 năm trời qua, thì không lẽ họ không có cái cơ hội nào để họ ngồi nói chuyện với chú Vũ Linh, và chú Vũ Linh đã xác nhận rằng là Hồng Loan là con nuôi, đúng không? Có thể là họ gài chú trong cái việc mà say xỉn để mà chú cho căn nhà, thì chú cũng nói đó. Thì tại sao cái việc mà Hồng Loan là con nuôi, thì em nghĩ rằng là tại sao mà không có cái video nào, hay không có những cái lời chú nói, hay rằng là đã nhiều lần là họ gài họ hỏi nhưng mà chú không có trả lời vấn đề này, và chú xác nhận đây là con gái ruột của chú, thì khiến cho họ không có một cái bằng chứng nào mà của nghệ sĩ Vũ Linh để lại chứng minh rằng là Hồng Loan là con nuôi, đúng không? Họ có thể thu nhập những cái giấy tờ từ 2010 mấy để họ tung lên, thì họ tại sao mà nếu thật sự Hồng Loan là con nuôi thì không lẽ 9 năm trời qua thì không lẽ họ không có một cái cơ hội nói chuyện với chú Vũ Linh để chú xác nhận rằng là Hồng Loan là con nuôi. Đó thì hết sức là vô lý, đúng không cô chú anh chị? Mà cái điều vô lý ở đây là họ tự cho mình cái quyền là anh của họ để lại tài sản thì phải do em gái và em trai thừa hưởng, và giống như là tranh giành tài sản với người anh quá cố của mình, trong khi người anh đã lo lắng cho mình rất là nhiều. Mà thật sự đối với một người anh bình thường, thật sự là chưa chắc gì ai có thể làm được như chú Vũ Linh, mà chú đã làm được tất cả mọi thứ, từ những cái tiền đi hát của chú từ một cái thời đỉnh cao mà phải trả nợ ngần ấy năm trời. Và chú đã nói rồi, chú trả nợ suốt hai mươi mấy năm qua, mà nếu thật sự không trả nợ suốt hai mấy năm qua thì chú ăn chú xài biết chừng nào mà hết. Đó, chú đã thừa nhận cả lúc say hoặc là lúc tỉnh, lúc lên sân khấu thì chú cũng đã nói cái điều đó rất là nhiều. Mà cái câu hỏi được đặt ra là tại sao tới ngày hôm nay thì những con người mà đã mang ơn của chú mà tại sao lại lên tranh giành tài sản với con của chú, và đặc biệt là cái vấn đề mà cái đám tang của một cái người nghệ sĩ nổi tiếng mà hàng chục ngàn người đến viếng như vậy mà chỉ vỏn vẹn có 600 mấy, gần 700 triệu, mà cái số tiền ít ỏi chưa hơn nửa tỷ chút xíu như vậy thôi, mà những người mà tham gia vụ việc này thì kêu yêu cầu họ sao kê cái số tiền cũng giống như là minh bạch cái số tiền này thì họ lại không làm được. Không phải, giả sử như cái số tiền này lên vài chục tỷ hoặc vài trăm tỷ á, thì nó vấn đề sao kê nó còn gặp khó khăn, chứ nghĩ có vài trăm triệu như vậy thì cái việc sao kê rất là dễ, thì tại sao lại không sao kê? Và đặc biệt là tại sao mà mình đấu, nói chung mình thưa kiện tố cáo cháu của mình mà mình phải nhờ một cái cô nhà báo để lên viết bài, thì chính là cái này là chính là cái cô nhà báo mà Nhị Bình cậu tự thừa nhận nha cô chú chị ha. Còn cái việc đúng hay sai sau đó thì em không dám khẳng định, nhưng mà những cái chứng cứ và những cái giấy tờ đó thì chỉ có người nhà mới cung cấp cho cái cô nhà báo này thôi, chứ làm gì mà cô nhà báo này có, đúng không? À,
Và đặc biệt thì sau cái bài chia sẻ của cái cô nhà báo này á, thì người ta đã phát hiện năm nay lại có thêm một cái ngành mới, một cái ngành nghề mới, đó là thầu đám tang, gọi là lời ăn lỗ chịu đó cô chú anh chị ha. Giống như cái việc kiệt cô này viết á, là giống như cô Sáu và Hồng Phượng đứng ra tổ chức đám tang cho cố nghệ sĩ, thì giả sử thiếu á thì họ sẽ bù lỗ vào, còn giả sử lời á thì họ hưởng, thì tài sản đó thì đâu cần mà phải sao kê, cũng giống như là đâu cần mà phải nói với Hồng Loan. Thật sự ra một câu nói này nó rất là buồn cười ha cô chú anh chị. Thì một chút nữa em sẽ dẫn luật để cho chúng ta tìm hiểu về cái luật, về cái việc mà tổ chức đám tang như thế nào nha cô chú anh chị ha. Thì trước khi vào đó thì em muốn cho cô chú anh chị nghe hai cái phần. Thứ nhất là rất là nhiều những người mà nghệ sĩ họ cũng đã đứng về phía của Hồng Loan, tuy họ không ra tiếng, họ không có lên mạng họ nói, nhưng mà chúng ta thấy được là họ vẫn ở bên cạnh để họ ủng hộ những cái việc làm của Hồng Loan, đặc biệt là những người rất thân thiết với cố nghệ sĩ nha cô chú anh chị ha. Thì trong cái bài đăng của Hồng Loan thì chúng ta thấy được nè, ở dưới đây có chú Ngăn Tuấn nè ha cô chú anh chị ha, nè cũng vào bình luận để mà chúc con mua bay bán đất nè cô chú anh chị thấy không? Đó, Ngăn Tuấn nè thấy không? Đó thì đây là trang của chú Ngăn Tuấn đây, để em kéo lên cho cô chú anh chị xem ha. Đây ha. Và có đạo diễn Quốc Võ nữa nè, cô chú anh chị thấy không? Thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều những nghệ sĩ đặc biệt là ủng hộ Hồng Loan, và bởi vì thấy đó cũng giống như là cô Thổi Mỹ cũng hay đến nhà của Hồng Loan, là nhà của cố nghệ sĩ đó, để thắp hương nè. Rồi ai nữa, rồi hôm qua thì có sự xuất hiện của Linh Tý nè, là con của Linh Tâm nè cô chú anh chị ha. Và Linh Tâm cũng là một cái người mà bản diễn của cố nghệ sĩ và rất là thân thiết với cố nghệ sĩ, người ta cũng đứng bên, tuy rằng là không có nói thẳng ra, nhưng mà người ta thể hiện cái thái độ là người ta không có bên ai, nhưng mà người ta chỉ bảo vệ cái phần đúng và ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi, đúng không cô chú chị? Thì ngày hôm qua là vợ chồng Linh Tý cũng đã có mặt ở nhà của Hồng Loan để mà mua những cái sản phẩm Hồng Loan bán ra để mà ủng hộ Hồng Loan, cũng giống như thắp cho cố nghệ sĩ một nén hương nè. Đó, thì chúng ta thấy rằng những cái động thái này thì có rất là nhiều những người tuy không nói lên lời nhưng mà họ đã đứng lên để bảo vệ Hồng Loan. Đó. Thì đây là một cái những cái lời mà của Vũ Linh mới vừa phát biểu nha cô chú anh chị ha, nói về sắp tới thì sẽ tung ra những cái bằng chứng liên quan về mẹ con cô Sáu, cũng giống như ông Sạc Thành nha cô chú anh chị. Họ nghe theo số ít thôi chứ không nhiều, nhưng mà luôn lên luôn nói chuyện là có bằng chứng nha, có dẫn chứng, có nhân chứng, chứ không phải nó bình thường. Nó nam đê, nó vậy, nó không có kiểm chứng, không bằng chứng gì hết. Những người đó là những người không có kiến thức, còn những người có kiến thức họ lên đây họ nói, mạng cộng đồng mà phải có dẫn chứng chứ, để dư luận người ta tin vào cái sự thật đó. Dẫn chứng và bằng chứng và nhân chứng, chứ không phải là mình nói chuyện mà mình đâu có phải để cho mình nói, là mình nói vì fan của mình nói vì những người thương mình để hiểu thêm, chứ không phải là mình nói về cô Dân Tiên và Sạc Thành và Hồng Phượng một ngày gần đây thôi, thời điểm này thì chưa. Bà sẽ nói cho ra Ngô Gà Khai, mà thật sự ra nói là có bằng chứng, có dẫn chứng, chứ không phải nói anh nói về của Dân Tiên và Sạc Thành đó. Thì nhiêu đó thôi, thì cô chú anh chị cũng đã nghe của Vũ Lương đã từng nói ha cô chú anh chị ha. Thì sắp tới anh sẽ đưa ra những cái bằng chứng, những dẫn chứng liên quan về những cái người mà đã ăn trên cái tiền mà đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh cho cô chú anh chị ha, và có bằng chứng dẫn chứng rõ ràng. Và đặc biệt mới nhất thì quý vị thấy là cô Tiên ở bên Mỹ cũng đã tố cáo Vũ Linh là ăn cắp những cái giai điệu giống như bài hát của mình trong cái đêm diễn mà Chung Vô Diện vừa qua của Vũ Linh diễn đó cô chú anh chị ha, hết sức là buồn cười luôn cô chú anh chị ha. Thì đây em trích dẫn một cái bài báo mà nói về cái tình cảm mà cha con của chú Vũ Linh nè, quý vị không, của Hồng Loan với chú Vũ Linh nè cô chú anh chị không. Đó, tuy Hồng Loan không theo nghề hát nhưng mà chú rất là yêu thương và yêu mến, mà không, đây không phải là một đứa con nuôi mà được cái gì, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vì tại sao mà khi mà chú mất thì những con người này lại tranh giành tài sản với con của chú, thì cái đó là một câu
trả lời mà khiến cho nhiều người rất là ngã ngửa cô chú anh chị ha. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe một cái luật sư sẽ nói về cái vấn đề mà tiền đám tang cũng giống như những cái bài viết của cái cô mà Bình Hưng Hòa nha cô chú anh chị ha. Là nhị Bình này ta cười á, nghe xong là ta nói là bà không biết có não không. Thì theo điều 300, theo điều 634 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di sản bao gồm là tài sản riêng của người mất, phần tài sản của người mất trong tài sản chung với người khác. Như vậy người được thừa kế sẽ được chia các tài sản của người mất để lại, bao gồm tài sản riêng của người đã mất là tài sản người đó có được bằng thu nhập hợp pháp luôn cuộc sống, như là tiền lương, tiền thưởng, tài sản được tặng cho, được hưởng thừa kế trúng số. Tài sản là tư liệu sinh hoạt, tư trang, vốn đầu tư, kinh doanh, nhà ở, quyền tài sản phát sinh sau khi người đó mất và mất do sự kiện đó. Như một người tham gia bảo hiểm nhân thọ nếu mất trong trường hợp không nêu rõ người thụ hưởng là ai thì số tiền bảo hiểm sẽ là tài sản của người này và được chia thừa kế theo pháp luật. Hoặc theo di chúc, tài sản chung của người mất trong có tài sản chung với người khác. Tài sản này có trong trường hợp người đó được hợp tác kinh doanh, lao động sản xuất, làm ăn, đầu tư chung, hoặc tài sản của vợ chồng được tập lập trong thời kỳ hôn nhân. Bên cạnh đó thì điều 300 ở điều 633 của luật dân sự năm 2015 cũng quy định thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản mất. Từ những quy định trên có thể xác định tiền khống quyến không phải là tài sản đang hiện hữu tại thời điểm người có tài sản mất. Nó phát sinh sau thời điểm mở thừa kế, có sau khi người có tài sản mất, nên không phải là tài sản của người chết để lại, không phải là di sản thừa kế. Theo khoản 1 của điều 683 của luật dân sự năm 2015 về nguyên tắc chi phí hợp lý theo tập quán trong việc mai táng sẽ được trích từ di sản của người mất. Được trích từ di sản của người mất, nhưng trong trường hợp của gia đình thì tài sản của người bố bạn để lại đã được xác định và sẽ phân chia theo di chúc. Cái này là có một cái người ta hỏi thì nói chung là mình đọc lại cái phần đầu thì người ta nói rằng là cái tiền mà phúng viếng là nó không phải là nằm trong cái tài sản mà thừa hưởng, không phải di sản, nó đã phát sinh sau này. Nhưng ở đây chúng ta cũng nói rõ lại một cái vấn đề. Những cái nhà bình thường thì đó là mình không nói đi, nhưng mà riêng về đối với là cái gia đình của cậu Năm thì chúng ta đã biết là ông là một cái người nổi tiếng. Ông Hoàng thì những hình ảnh của ông đều có là xuất hiện trên các mạng truyền thông, đều cũng có là có tác quyền đó, là không có những cái đó là đều người ta đều có là bản quyền ở trên đó trời. Và ông mất thì quý vị biết là không có di chúc, ông mất là không có di chúc thì những cái gì tài sản của ông đều là di sản và sẽ để lại theo cái ngân hàng thừa kế theo pháp luật. Không có di chúc thì chia theo pháp luật, thì là cái người con của ông sẽ được là thừa hưởng tất cả những tài sản đó. Thì bây giờ là cái vấn đề mà làm đám cho ông Năm thì cũng như là những người trong nhà nói cô Sáu là người lớn, người trên đó, và cô Sáu là biết ăn nói, kể cả cô cháu gái là biết ăn nói, cho nên là đứng ra để làm đám cho ông Năm, một cái đám hoành tráng. Nhưng đây là chúng ta thấy tuy rằng là em của ông Năm, cháu của ông Năm, nhưng người ta còn con của người ta, còn con người ta đó. Thế cả gia đình cũng đã thống nhất là để ai đứng ra làm chủ tang, và cái tiền của ai chi ra. Nói chung là ở Việt Nam là cái phong tục là ai chi tiền phúng viếng rồi thì mai mốt là khui cái thùng ra, thì chị chi 100 triệu thì lấy 100 triệu trả lại cho chị, còn dư bao nhiêu thì gia chủ người ta hưởng, đó là con gái của ông Nam hưởng. Chứ đừng có nói là cái chuyện là người ta bỏ bê, người ta không lo không làm. Nhiều khi người ta muốn làm mà mẹ con cô Sáu thì muốn đứng ra để làm, để lấy tiếng của ông Trịnh, chứ chuyện trong nhà người ta mà sao với cô thấy bút nhị Bình này biết được. Nè, chúng ta ngừng ở đây, chúng ta so sánh với một cái đám tang cũng rất là lớn và cái số tiền để lại cũng là cho con gái của cố nghệ sĩ này. Và rất là nhiều lần có nhiều cái thông tin cho rằng là cô này cũng là con nuôi này kia, nhưng mà cái quan trọng là sau này thì cái số tiền này thì cũng là về cái cô gái này. Đó là câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung đó, có chú vậy thấy không? Một đám tang mà nó lên tới hàng chục tỷ thì cái số tiền mà sau khi đám tang trừ hết tất cả, rất là nhiều người tổ chức đám tang nhưng mà người ta chỉ là giúp đỡ tang chủ để mà ta lo cái hậu sự cho đến nơi đến chốn đó. Sau cái đám tang đó thì cái số tiền nào chi ra thì sẽ trả lại cho những cái người đó, và số tiền còn lại thì giao lại cho con gái của cái người đã mất, đúng không? Đó thì bây giờ
cũng y chang như cái câu chuyện của cố nghệ sĩ thôi. Thì bây giờ giả sử như Hồng Loan không yêu cầu thì cũng phải tự biết giao. Còn lần này em biết không, cái tiền ban hát thì tự nhiên không hỏi ý Hồng Loan thì giao cho cái cô Kim Nga. Mà cô Kim Nga là ai? Chỉ là một cái trợ lý, mà trợ lý của cái người đã mất rồi thì lấy quyền gì lấy cái số tiền đó. Rồi quý vị thấy không, rồi số tiền mà Hồng Loan không yêu cầu lấy lại, chỉ yêu cầu là thôi bây giờ làm đám tang xong rồi, bây giờ những cái số tiền đó còn dư hay là gì đó thì hãy trả lại cho những cái người mà quyên góp đi. Tại vì lúc còn sống thì cố nghệ sĩ là cho đi không à, không có muốn mà lấy lại bất cứ điều gì hết. Thì bây giờ lỡ kêu gọi rồi thì bây giờ trả lại cho người ta đó. Yêu cầu những cái người mà đã đứng lên kêu gọi thì hãy sao kê để cho cha tang chủ người ta biết. Sau này giả sử như có những cái người thân quen trong đó họ đi đám rồi họ đi bao nhiêu, để sau này để người ta biết, người ta trả nợ lại, đúng không cô chú chị? Đó, thì rất là đơn giản thôi, việc mình ghi lại những cái sổ sách mà mình cũng đã chứng tỏ rằng mình đã ghi lại hết rồi, thì bây giờ mình up lên trên mạng xã hội để mà mình minh chứng cho cái số tiền mà người ta đã tiền phúng điếu đó mà mình đã ghi lại đó, thì mình up lên thôi và sao kê cái tài khoản mình thôi, rất là đơn giản. Còn cái việc mà che thông tin hay gì đó thì có rất là nhiều cách, mà rất là nhiều khác người khác thì tôi đã làm được, từ những người nghệ sĩ nổi tiếng từ cái số tiền tới hàng chục tỷ đồng tới hàng trăm tỷ đồng người ta đã làm được, thì đâu có cớ gì mình có vài trăm triệu như vậy mà mình không làm được, đúng không? À, thì nghe tiếp cô chú. Rồi thì tôi nói thí dụ bây giờ mà nếu cô nói là cái chuyện mà giờ cô Loan cô không làm để cho người khác làm thì bao nhiêu tiền là bây giờ người đứng ra làm nó lụm hết, lấy sạch hết, không có chừa cái nào hết. Thì mai mốt á, nhà cô có đám thì cô định làm để là người khác ta lại ta làm nha. Để tự nhiên đâu ở đâu có đám cái đám ba của tôi, cái tự nhiên ai đâu phóng vô dành làm hết, rồi cái bao nhiêu tiền gom mẹ đi hết, không có nói tôi tiếng nào hết. Mốt nhà cô cũng vậy đó, để người ta lại người ta làm xong rồi á là người ta gom đi hết rồi cô khỏi hỏi nha. Ở đâu mà có cái lực mà kỳ vậy ha, cô có học lực không? Nếu mà có thì cũng nên về coi lại đây, chứ không thôi để người ta cười vô ở trong mặt là nói cái chuyện tào lao. Còn cái chuyện mà ngôi mộ nè, có chuyện ngôi mộ là tôi nói là cái vấn đề mà di sản thừa kế đó, nó có liên quan đến vấn đề hình ảnh bản quyền, tác quyền đó. Di sản là nó là có vật thể, tiền bạc, có thể là hình ảnh, tư liệu, tài liệu, nói chung là tất cả những gì có liên quan đến năm năm hiện tại bây giờ là theo cái di sản thừa kế là con người ta là được quyền hưởng hết, còn những người ngoài là không có cái quyền hạn gì cả. Chứ đừng có nói mà kể cả dành ngôi mộ, bây giờ mộ ba tôi muốn làm gì tôi làm, đó là cái quyền của tôi trên mặt giấy tờ, còn cô Sáu chỉ là em, là người ngoài không có can dự dính dáng vô đây được. Nên là đừng có đem là cái bài mà cái lực thừa kế ra rồi lên là nói rằng là vì lý do là cô con gái này là từ đầu là không thực hiện là cái quyền nghĩa vụ lo quyệt mộ kia. Ủa bây giờ mẹ con cô Sáu không phóng vào lo thì cô cháu gái này cũng lo được vậy hả? Chứ đâu phải tự người ta lo không được mà cô mẹ con cô Sáu là phóng vô làm đó. Làm để làm cho người ta biết, thiên hạ biết là một cái đám hoành tráng, chứ đâu phải cô này không lo. Bây giờ thử mẹ con Sáu bỏ không lo thì với cái danh tiếng của ông Năm thì có lo được hay không? Những người thân bạn bè con nuôi đồng của người ta có vào người ta lo được không? Lo tốt đẹp nha. Cho nên là đừng có mà lấp liếm mà đánh lận con đen là cái chuyện ừ lý do là cô này học lo là giờ tôi lo là tôi không có cái nghĩa vụ là phải công khai cho mọi người biết, cái đó là sai, người ta rườm ra ta rủa chết ha. Phong tục ở Việt Nam mình mọi người thấy đứng ra làm đám xong rồi tiền bạc là phải phân minh, chứ không có cái chuyện mà ừ nhà mày không làm tao đứng ra đâu làm là mày không có cái quyền mà đòi hỏi tiền bạc đâu, không có. Thì nói đó thì cô chú anh chị cũng đã nghe một cái khúc chia sẻ như vậy, thì cô chú chị nghĩ thế nào? Đó, thật sự là quá đúng cô chú chị ha. Đó thì tạm thời là cái vấn đề này thì chúng ta sẽ chia sẻ sau. Mà một cái vấn đề mà em cũng muốn chia sẻ trong những ngày vừa qua thì đó là một số bạn quay trực tiếp ở nhà của chị Hồng Loan á. Thật sự ra là làm như vậy thì cũng rất là tốt, nhưng mà nó làm một phần là ảnh hưởng tới chị Hồng Loan. Ví dụ như là mình giả sử như một tuần, giả sử như mình lại đó mình quay một hai ngày vào cái dịp gì đó, nó có cái chuyện gì mình lại quay mình giúp đỡ cho chị. Còn chứ mình cứ canh từ sáng đến chiều ở nơi đó, thứ nhất nè, làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đâu phải là ai cũng muốn lên thấy mặt trên ấy đâu, như sự người ta đi qua đi lại nhà ta xung quanh cũng bị quay lên như vậy thì người ta khó chịu, người ta trình báo cơ quan chức năng thì chị Loan cũng phải bị kêu lên làm việc. Mà giờ chị Loan không cho quay á thì nó lại là cái câu chuyện nói rằng là mít lòng đó. Mà cho quay á thì lại bị ảnh hưởng như vậy thì nó cũng không có tốt. Và cái thứ hai ở đây á là có rất là nhiều người, người ta muốn đây đến đây để người ta ủng hộ chị Hồng Loan. À, người ta mua là hàng giống người ta thắp hương, nhưng mà người ta ngại lên thấy mặt.
thì bây giờ cứ canh ở đó hoài thì người ta sẽ không lại được, người ta không không ủng hộ được. Đó cũng một phần ảnh hưởng, đúng không? Còn cái thứ ba ở đây á, thì con người ai đâu hoàn hảo 24 trên 24 của chú anh chị, cũng phải có lúc này lúc kia, lúc sơ sót, lúc này lúc kia. Manh quay như vậy thì sẽ có nhiều khi mà những cái hình ảnh nó không đẹp, nó không tốt được lan truyền ra, rồi đâm ra là bên kia họ là bôi xấu, bôi cho chết cháu lên chị Lon nữa. Làm như vậy thì nó rất là khó coi đó, bởi vì thật sự ra quay giúp chị Lon là rất là mừng, nhưng mà giờ câu chuyện nó cũng đã tới chính quyền rồi, cũng có luật sư lo hết rồi, mình chỉ chia sẻ những hình ảnh đẹp này kia thôi. Chứ bây giờ em thấy à, ai lại đó, người ta bây giờ người ta cứ điện cho em, người ta nói chị muốn lại đó chị ủng hộ Hồng Loan, nhưng mà bây giờ ngại quá lại đó cái mấy người đó cứ quay này kia. Có một số những nghệ sĩ người ta không muốn dính líu cái câu chuyện, không muốn lên sóng, người ta chỉ muốn lên đây để mua hàng giúp đỡ thôi, an ủi thôi, cũng sợ bị quay đó, bởi vì rất là tội ha. Thì mấy bạn em nghĩ rằng á, mình có cái nhiều cái để mà mình làm giúp chị Loan, chứ không phải là một cái là mình chỉ canh cái đó mình quay để mình mới giúp được đâu ha. Có nhiều khi dành dưới về đây nó phải tác dụng đó, thì em chỉ có muốn chia sẻ sơ như vậy thôi. Thì một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào, hẹn gặp lại.